Còn phía sau Mỹ Ngọc ngay lúc này đó chính là hình ảnh một buổi học cuối năm. Một giáo viên ở Cà Mau đã tự bỏ tiền túi để lì xì cho từng học sinh. Hành động này đã được các em học sinh rất hưởng ứng và tỏ thái độ thích thú. Mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip nam giáo viên chúc Tết cho tất cả các em học sinh. Khi nhận món quà đặc biệt trên, các em học sinh đều phấn khởi và cười rất tươi. Ngay lập tức, thông tin trên đã nhận được rất nhiều lượng tương tác và bình luận từ người dùng mạng. Theo tìm hiểu của phóng viên, nam giáo viên trong clip là thầy Hồ Diệt Khoa, giáo viên trường Trung học phổ thông Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Thầy chia sẻ mục đích của việc làm trên là tạo niềm vui và khích lệ cho các em cố gắng học tập. Số tiền trong bao lì xì tuy không lớn nhưng các em hưởng ứng rất nhiệt tình. Hy vọng là các em lấy đó làm động lực để cố gắng trong học tập tiếp theo. Trẻ em bao giờ cũng háo hức mong chờ đến Tết. Tết đến sẽ có quần áo mới, bánh kẹo ngon. Và như thế là cảm thấy đủ vui rồi. Nhưng với những điều bình dị như thế thì không phải em học sinh hay là trẻ em nào cũng có được. Nhất là đối với những em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Tại tỉnh Khánh Hòa, trong những ngày giáp Tết, bên cạnh những chương trình an sinh quy mô lớn, thì nhiều em học sinh cũng đã có những cách làm riêng, mang Tết đến vùng xa, cùng nhau chia sẻ niềm vui ngày Tết. Heo đất nuôi cả năm nay, Bình Nhi cũng muốn dỗ béo thêm nữa. Nhưng hôm nay vẫn quyết định đập ra. Số tiền có được, em không dành cho mình, mà để chuẩn bị những phong bì lì xì. Trước đó, Bình Nhi cũng tự mình mua đường, mua bột, và tự tay làm ra hàng chục hộp bánh như thế này. Cháu cũng có một cái Tết đủ đầy và ấm no hơn các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn, nên cháu muốn mang một chút gì đó, chia sẻ những niềm vui đến cho các bạn ở vùng núi cũng như là các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn cháu. Nhiều học sinh ở thành phố Nha Trang cũng như Bình Nhi đã vượt chặng đường hàng chục km để đến xã miền núi Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Mỗi em một cách chuẩn riêng trước khi đến đây. Con nghĩ là trên Khánh Vĩnh là mấy bạn khó khăn nên con đập heo đất ra là con mua heo bánh kẹo. Từ phố biển, các em mang lên ngôi làng giữa núi này âm thanh, sắc màu, những món quà và hơn cả là niềm vui ngày Tết. Cùng nhau bày ra những trò chơi dân gian ngày Tết, để rồi đội thắng luôn thuộc về những đứa trẻ miền núi Khánh Vĩnh, mà hễ thắng cuộc thì được nhận quà. Tết đến xuân về thì được sự chia sẻ của các em học sinh đến từ thành phố Nha Trang. Nhưng mà rất là một điều rất là mừng đối với học sinh đây, để học sinh ở đây nó có một cái Tết ấm no đầy đủ hơn. Thật sự thì học sinh ở đây nó còn thiếu thốn rất là nhiều về mọi mặt. Có lẽ chưa Tết nào, những học sinh ở miền núi này cùng lúc lại nhận được nhiều quà như vậy. Áo khoác mới mặc vào giường người, đồ ăn thức uống cho ngày Tết, có cả gạo mang về cho mẹ, và không thể thiếu là đồ dùng học tập. Ngày hôm nay con thấy mấy bạn cùng tuổi con lên tặng quà cho tụi con thấy cảm thấy rất là vui. Lại thêm một gia đình đồng bào Rắc Lây, hôm nay bất ngờ khi đón những bạn nhỏ từ thành phố Nha Trang, bất ngờ khi nhận những món quà ngày Tết, cả làng như thấy Tết đã đến ngay từ hôm nay. Tiếp tục với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Khoảng 9 giờ sáng nay, trần cửa hàng Cycle K ở phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ sập. Gần chục nhân viên và khách hàng đang mua sắm ở tầng trệt của cửa hàng đã bị đè ở phía dưới. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành bơm oxy vào trong hiện trường và tháo dỡ các kết cấu thép, bốc dỡ hàng hóa để đưa nạn nhân ra ngoài. Cửa hàng có một lầu là kho chứa hàng hóa và để bàn ghế cho khách ngồi ăn uống. Theo người dân, cửa tiệm Cycle K được sửa chữa trong nhiều ngày qua, hoạt động trở lại mấy ngày gần đây thì bị sự cố. Thưa quý khán giả, để kiếm tiền tiêu xài trong dịp Tết, hai đối tượng ở tỉnh Đồng Tháp đã có hành vi tàng trữ, mua bán 1.200 viên pháo nổ. Hành vi này đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Tại khu vực xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, công an huyện Thanh Bình phát hiện và bắt quả tang đối tượng tên Nguyễn Tuấn Khanh, ngụ tỉnh An Giang, đang tàng trữ mua bán 1.200 viên pháo, loại pháo banh, có trọng lượng khoảng 2,5 kg. Qua khai thác mở rộng, công an huyện tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thái Tú, ngụ tại địa phương, có cùng hành vi trên. Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Bình tiếp tục điều tra xử lý. Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Nguyễn Văn Lượm, sinh năm 1965, đã đâm chết con trai ruột. Theo thông tin ban đầu, sau khi nhậu xong, đối tượng đã chửi và hăm dọa đánh vợ. Lúc này, Nguyễn Văn Cường là con trai ông Lượm vào khuyên can, thì hai cha con xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Cường đã bị cha đuổi theo và đâm chết. Mẹ Cường sợ liên lụy và mang tiếng với bà con hàng xóm nên đến trình báo công an là Cường đi chơi về khuya, không rõ bị ai đâm. Tuy nhiên qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra xác minh, lực lượng công an nhanh chóng xác định ông Lượm là người đã giết chết Cường.
Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu vừa triệt xóa thành công một điểm đánh bạc, bắt giữ 13 đối tượng có liên quan. Tại khu đất trống trên địa bàn ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, 13 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền đã bị bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 11 con gà, 40 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Tin thế giới, Indonesia hôm qua đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện tập thể liên quan đến thuốc ho có độc tố. Tổng cộng 25 gia đình có con tử vong do dùng thuốc ho dạng uống đang kiện Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Quốc gia và ít nhất 8 công ty dược. Luật sư của các gia đình cho biết mỗi gia đình muốn đền bù tới 3,4 tỷ rupiah, khoảng 5,2 tỷ đồng. Hiện đại diện Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các công ty dược trong vụ kiện chưa đưa ra bình luận. Trong khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm Quốc gia cho biết sẽ tôn trọng tiến trình pháp lý. Năm ngoái, khoảng 200 trẻ tại Indonesia đã tử vong do viêm thận cấp liên quan đến các thành phần có độc tính tìm thấy trong một số loại thuốc ho. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chạm đáy ở mức 2,7% trong năm 2023, rồi phục hồi vào năm tới. Đây là nhận định của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra vào ngày hôm qua. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023 đang diễn ra ở thành phố Davos, Thụy Sĩ, bà Kristalina Georgieva nêu ra ba thách thức lớn đối với nền kinh tế thế giới là xung đột Nga-Ukraine, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và lãi suất cao ở mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Theo đó, thế giới cần điều chỉnh để đảm bảo nguồn cung một cách thông minh. Về khả năng các ngân hàng trung ương giảm lãi suất, người đứng đầu IMF cho rằng chưa tới thời điểm đó bởi lạm phát đang chậm lại nhưng giờ ở mức tương đối cao. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố dân số Trung Quốc giảm từ mức hơn 1 tỷ 412 triệu người năm 2021 xuống còn hơn 1 tỷ 411 triệu người vào năm 2022, mức giảm đầu tiên kể từ năm 1961, tức là sau hơn 60 năm. Dân số Trung Quốc ghi nhận mức giảm lần đầu tiên sau 62 năm. Các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu khởi đầu cho thời kỳ dân số Trung Quốc giảm. Tỷ suất sinh năm 2022 là 6,77 trẻ trên 1.000 người, giảm so với mức 7,52 trẻ trên 1.000 người vào năm 2021. Trung Quốc đã cho phép các cặp vợ chồng được sinh 3 con với ngày càng nhiều chính sách khuyến khích, từ hỗ trợ mua nhà với vốn vay lãi suất thấp, cấp tiền, tăng thời gian nghỉ thai sản, miễn giảm học phí. Nhưng số trẻ sinh ra giảm dần mỗi năm, độ tuổi kết hôn của thanh niên ngày càng muộn. Năm 2022, Trung Quốc cũng ghi nhận tỷ lệ tử cao nhất từ năm 1976, với 7,37 người chết trên 1.000 người, so với mức 7,18 người trên 1.000 dân vào năm 2021. Một số chuyên gia phương Tây nhận định có thể dịch bệnh cũng góp phần làm cho dân số giảm. Nhưng phần lớn ý kiến cho rằng dân số Trung Quốc giảm là do chính sách một con kéo dài quá lâu, cùng với áp lực cuộc sống ngày càng nặng nề, nên người trẻ chưa sẵn sàng đẻ hơn một con. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Với những người lao động Việt Nam xa quê hương, người xa vợ, xa chồng, xa con cái, thì thời khắc năm hết Tết đến là lúc mọi người mong mỏi được đoàn tụ với gia đình nhất. Nhưng vì điều kiện mưu sinh nên không phải ai cũng có thể trở về. Ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga về không khí những ngày giáp Tết Nguyên đán tại một xưởng dệt Việt Nam ở tỉnh Vladimir, cách Moscow hơn 200 km. Xưởng dệt này bắt đầu hoạt động ở tỉnh Vladimir từ năm 2010. Hiện có hơn 80 công nhân, trong đó có 65 người Việt. Mỗi ngày xuất xưởng trên dưới 1.500 sản phẩm. Sau kỳ nghỉ năm mới ở Nga, công việc ở đây càng trở nên bận rộn. Mùa đông nước Nga lạnh, nhu cầu về hàng may mặc, đặc biệt áo len càng lớn. Cấm vận thì cái lượng nhập khẩu vào nước Nga nó ít hơn. Mặc dù là thị trường thì cái nhu cầu người tiêu dùng cũng giảm đi một chút, nhưng mà nhìn tổng thể thì nó lại cân bằng. Cho nên là những nhà sản xuất ở nước Nga, ở trong nước thì đơn đặt hàng vẫn đều, thậm chí là có những lúc còn không kịp để sản xuất. Với mỗi ca làm việc 12 tiếng đồng hồ một ngày, lương trung bình của người lao động Việt Nam ở đây khoảng 20 triệu đồng một tháng. Thông thường thì anh chị em vẫn tranh thủ làm thêm để có thu nhập cao hơn. Những đơn hàng nối tiếp như đơn hàng, máy móc ở đây thì gần như làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng cái Tết cổ truyền vẫn đến với những người công nhân Việt Nam xa nhà với cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Có hương vị bánh chưng, có cả nỗi nhớ gia đình, quê hương.
Em mới sang đây được 2 tháng ạ. Bỡ ngỡ mới sang, nhưng mà được cái sang với các anh chị em ở bên này thì cảm thấy được an ủi nhiều phần ạ. Xác định đi là mình cố gắng làm về với gia đình. 8 năm em chưa về ăn Tết lần nào ấy. Những năm đầu thì nhớ nhà buồn tuổi này, nhớ con, nhớ bố mẹ. Còn về sau này kiểu là bên này cũng có là chồng em nữa. Nên là cái nỗi nhớ nhà nó cũng bớt đi. Mọi người ở đây cũng hòa đồng ấy, cũng vui. Những chàng trai, cô gái trẻ đến từ nhiều vùng quê khác nhau của Việt Nam đang cùng chung một nỗi nhớ khi xa nhà. Những chiếc bánh chưng xanh được gói giữa ngày công xưởng bận rộn đã đưa Tết về với họ. Bận rộn đến mấy cũng tổ chức Tết cho anh em đón Tết để đỡ nhớ quê nhớ nhà. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Tầm 20 cái, 20-30 cái. Nhưng mà nhiều thì là 30 cái. Nói chung là cho mọi người đỡ nhớ nhà và cũng là để động viên tinh thần cho anh em xa nhà. Thêm một cái Tết Nguyên đán xa nhà của anh chị em công nhân Việt Nam. Một bữa cơm cuối năm quây quần ấm áp, trong tiếng cười vui vẻ cùng sự chia sẻ của tình đồng hương, giúp họ đi qua những tháng ngày mưu sinh xa xứ.